Quýnh cho kỹ nha, quýnh cho hay nha. Trời ơi, yên tâm. Đối thủ lần này mạnh lắm đó nha. Yên tâm đi, con hổ tao còn té mới được mà, yên tâm. Ủa vậy hả? Rồi quay lại sau lưng nhìn đây. Ok. Con này là con voi mà. Em nói con hổ còn tém được luôn mà. Không, con này con voi nó bự hơn con hổ. Bộ muốn tôi chết hay sao vậy? Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ la lớn. Bộ tưởng kẹo nào cũng ngon như kẹo nào hả? Nhưng mà không, cái kẹo này nó không thơm. Hay là kêu nãy vô thế thôi đi, chứ đừng quýnh lại đâu. Thôi lỡ rồi, dứt luôn đi. Cái gì mà lăng tăng quá vậy? Lẹ đi. Ông anh vẫn hoài đánh đá vậy. Vô lộn sàn đấu thì đâu phải đánh với tôi đâu. Đánh gì khác đâu. Quay về đừng đánh tôi hiện nha. Không được đâu. Kiểu ra đi. Thôi vô nhìn lên đi ông nội. Ông nội lăng tăng quá. Đại ca, sao đại ca cao dữ vậy? 2 mét mấy với con nhiều đâu. 2 mét mấy hiện ở trong tay. Nhau cũng biết chân chắn rồi mày. Để cho đu lên cho đeo đo cái. Ôi rồi. 2 mét. Trời ơi, xách cái cột cho ông đánh này chứ kêu tôi đánh với ông sao quánh lại. Để tôi nói trước nha, đã vô đây là quốc nghe không có thay đổi gì hết trơn ra. Và tôi báo trước, trận này là trận đã được đăng ký đàng hoàng, chứ không có bậy bạ, lỡ có đổ máu ra chịu ra. Trời ơi, chết tôi. Trời ơi, làm cái gì mà nó cao mà nó bự chứ sao đánh lại mấy ông nói. Bây giờ ông chịu rồi, đền 10 triệu đô. Vậy bây giờ sao, bây giờ thiến giá luôn đi chứ làm gì có 10 triệu đô. Chứng giá nhau mà được 10 triệu đô chứ chứng chung 100 đô. Nào đánh nhiều nhỏ, dẫn vậy. Vậy khán giả mà nhìn nó cười quay kia. Bây giờ quýnh hay là ra sân thì đền 10 triệu đô cho trận này. Được thôi, để tôi ra kiểu này được rồi. Làm gì vậy hả? Chứ biết mấy người nghĩ sao, khán giả nghĩ sao. Tôi về ổng về mà kêu sao tôi quýnh nắng không được. Ổng như con hàm mã vậy nè. Quýnh em đo đi. Vô. Nhưng mà anh ơi, anh cho tôi hỏi. Anh làm gì mạnh cao mạnh bự chứ anh? Hỏi chị mới quyết người ta mà hỏi chị. Bây giờ mày đánh thôi. Nè, tôi nói cho ông biết nè. Dù mạnh cỡ nào, đối thủ bự cỡ nào cũng phải có điểm yếu. Tôi đang hỏi người ta mà không có xen vô. Vậy sao mà tôi có đang đánh được. Vô. Thì hỏi họ cho kỹ đi, hỏi đánh. Vô. Hỏi đi. Anh trai, anh làm gì mạnh cao to đẹp trai mạnh bự dữ vậy anh? Cái ghìa chắc cũng bự lắm ha, dài lắm ha anh ha. Kìa tôi thấy nó đang nhìn tôi kìa. Tao dùng kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen mới được như vậy đó. Như vậy kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen hả? Nghe nói đàn ông bây giờ sử dụng nó nhiều lắm phải không? Tôi thấy mấy rocket nó dữ lắm mà. Đừng nói kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen, còn dữ hơn rocket nữa nha. Đúng rồi, cái thằng ngu. Kẹo sâm siêu đó chưa cái gì, chưa quýnh cái gì ra xỉu rồi. Nói nghe nè. Ôi ông ơi, trời ơi, nó dùng kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen, sao tao quýnh lấy nó? Vậy thì mau hỏi nó mua kẹo đó ở đâu vậy? Có phải là gọi vào số hotline 0907503021 để mua hàng đúng chuẩn không vậy? Ok. Nè, phải mày mua mày dùng đúng chỗ số hotline này bán phải không? Cho nên mày mới bự. Rồi, tao phải gọi hoặc nhắn tin vào số hotline đó mới mua đúng hàng được. Bây giờ sao cũng muốn quýnh nhau không hay là nhua? Rắn đi ông nội ơi, ông nội chuột nhắt. Lao mồ hôi vậy đó chú ơi. Trời ơi, biết vậy ngay từ đầu tôi sử dụng kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen để tôi dứt nó rồi, nó bự như vậy. Phải dùng kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen mới chịu nổi đó. Đây nè, mày mua đâu vậy hả? Mày chỉ tôi coi, mày chỉ coi. Thì lên fanpage kẹo sâm ông ngậm bà khen mà mua. Có số hotline gì không? Có ngon thì chị hết luôn đi. Mày muốn cái gì mà mày kêu tao chỉ? Để tao bị yếu sinh lý, bị sinh sớm. Vợ tao chê tao. Ôi trời ơi, vậy thì mua kẹo sâm ông ngậm bà khen liền đi. Hotline Zalo, SMS hoặc gọi trực tiếp vào số 0907503021 đó. Ủa mày hỏi gì mà làm nó bỏ cuộc hay vậy? Tao nói với nó tao bị yếu sinh lý. Con gậy tao nó bỏ tao rồi. Ủa vậy có liên quan gì tự nhiên nó chịu thua vậy? Nó nói một năm trước nó cũng giống tao. Đúng rồi, vậy hiểu rồi, vậy là mày quýnh ngay tâm lý nó luôn rồi. Để đánh tiếp kìa ông nội. Buông tao ra, tao nói giỡn mà.
Yeah.